Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tín, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như tên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tín.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tín xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố góc hai mặt tiền, được thiết kế có thang máy, rất là đẹp, nằm trên trục đường Quang Trung thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tín muốn giới thiệu đến cho quý khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt và 4 lầu. Với công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có 3 phòng ngủ master và có một cái sân thượng như là phòng thờ ở phía bên trên rất là rộng. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế phòng ngủ master, mỗi lầu mình chỉ có một phòng ngủ và một cái nhà vệ sinh thôi nên là rất là rộng, và phía trên thì mình có sân thượng cũng như là phòng thờ, cũng được anh chị thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng, thuận tiện đến cái nhà mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và nằm sát với lại căn nhà mình là một cái ngã tư và sát với lại bệnh viện Hồng Đức, chỉ cách bệnh viện Hồng Đức tầm cỡ khoảng vài bước chân thôi, thuận tiện đến nhà mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Và với căn nhà mình thì đang có bề ngang đến 5m và chiều sâu căn nhà mình lên đến 15m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và tới 3 tầng lầu, được thiết kế theo kiến trúc Roma. Phía ngoài mình có những mảng chỉ nổi hoa văn trang trí rất là đẹp và rất là nhiều cửa sổ như mở ra bên ngoài lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà mình được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm, thì khách hàng mua căn nhà này toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chủ nhà để lại cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Một căn nhà nằm ngay ngã tư cũng như là ngay góc ngã tư và là căn nhà góc hai mặt tiền, thì mình vừa ở vừa kinh doanh buôn bán được với tất cả các loại ngành nghề. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực bên trong để giới thiệu nhà hàng về một căn nhà phố góc hai mặt tiền, được thiết kế có thang máy và đang có hướng là hướng đông bắc, phù hợp cho hàng thuộc mệnh Tây Tứ Trạch này. Thì phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa bốn cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà. Tiếp đến mình có một cái bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình. Và di chuyển vào bên trong mình có khoảng sân khoảng độ hơn 3m để mình để xe gắn máy, và khoảng sân này cũng được anh chị đúc kiên cố và chắc chắn để mình để xe gắn máy vào bên trong. Và di chuyển vào bên trong một chút là mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Mình sẽ có thêm một bộ cửa bốn cánh ở phía bên ngoài và một bộ cửa bên hông để di chuyển vào khu vực không gian phòng khách của căn nhà, với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà của mình rất là kiên cố và chắc chắn. Kế tiếp là mình sẽ di chuyển vào bên trong khu vực không gian phòng khách căn nhà, sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị sắm sẵn để tặng kèm, kể để tivi, và hai bên tường cũng được ốp nhựa hoa văn đá cao lên là kín tường, trang trí rất là đẹp. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế khu vực ở dưới tầng trệt này, mình vừa làm phòng khách vừa làm gara để xe hơi. Và phía bên trong một chút thì mình sẽ có một bộ bàn ăn 6 ghế được các chị sắm sẵn để tặng kèm. Và di chuyển ra khu vực phía sau thì mình sẽ đến với lại khu vực không gian phòng bếp cũng như khu vực cầu thang máy, cầu thang bộ của căn nhà. Và với căn nhà mình thì được anh chị thiết kế có cầu thang máy có trọng tải lên đến 500kg, di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng. Và cầu thang bộ nằm phía sau căn nhà, một cái khoảng không gian giếng trời để lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và căn nhà mình là căn nhà góc hai mặt tiền nên được anh chị mở cửa bên hông để mình đi ra cái khoảng sân phía bên ngoài và cái nhà vệ sinh phía sau để phục vụ cho khu vực không gian phòng khách, khu vực không gian phòng bếp ở dưới tầng trệt của căn nhà, để thuận tiện với hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và chỉ với giá 14 tỷ 700 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý nhà có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 10, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, ngay đối diện với lại Ủy ban Nhân dân quận và sát với lại bệnh viện Hồng Đức, cũng như là gần ngã tư Quang Trung và Thống Nhất, gần ngã 6 Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tiện đến hàng di chuyển về trung tâm cũng sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh. Từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm khoảng độ 15 đến 20 phút, và mình về sân bay thì tầm khoảng 10 phút đồng hồ là mình có thể di chuyển từ căn nhà của mình về sân bay Tân Nhất, thành phố Hồ Chí Minh rất là thuận tiện. Và chỉ với giá
hơn 14 tỷ, còn thương lượng là quý hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà được anh chị nhà thiết kế theo phong cách nhà phố tân cổ điển, và mỗi phòng ngủ, mỗi lầu thì mình sẽ có một phòng ngủ và được anh chị thiết kế full nội thất tặng kèm. Với không gian phòng ngủ căn nhà mình thì rất là rộng, và bên trong thì mình sẽ có giường rộng lên đến 2 mét, có đầy đủ chăn ga, gối nệm, bàn trang điểm, bàn làm việc và tủ quần áo 4 cánh lớn, cũng như máy lạnh tặng kèm. Và mỗi lầu thì mình sẽ có một cái nhà vệ sinh phục vụ cho khu vực không gian từng phòng ngủ của căn nhà. Và với không gian phòng ngủ được thiết kế rất là rộng, phòng ngủ và bát tơ rất là thoáng và rất là mát. Và ngoài ban công thì mình cũng sẽ có thêm một bộ bàn ghế để mình ra bên ngoài mình ngồi vui chơi và hóng mát rất là thoáng. Và chỉ với giá hơn 14 tỷ còn thương lượng là quý nhà sẽ sở hữu ngay cho mình một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Thì quý nhà nếu xem video cảm thấy căn nhà này phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến Hà đi xem một căn nhà nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, đối diện với lại Ủy ban Nhân dân quận. Và đây là khu vực không gian lầu 2 căn nhà, sẽ đến với không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Phòng ngủ số 2 căn nhà mình thì được anh chị thiết kế cho mình có 2 giường và đều đã được anh chị nhà full nội thất tặng kèm. Phía trước thì mình sẽ có một bộ bàn ghế để mình ra bên ngoài vui chơi và hóng mát. Với nội thất bên trong thì cũng được anh chị sắm sẵn để tặng kèm, và nhà vệ sinh riêng sử dụng rất là thuận tiện. Mỗi lầu mình có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Và với cầu thang máy di chuyển từ tầng trệt lên đến sân thượng, thuận tiện để khách hàng mua ở và bán phòng công ty cũng như đầu tư và mình mua cho thuê. Với 3 lầu mình sẽ có 3 phòng ngủ chính, 3 phòng ngủ master với hệ thống điện cảm ứng. Khi mình di chuyển thì tự động hệ thống đèn sẽ bật sáng và mình có thể điều khiển bật tắt từ xa, rất là thuận tiện với hệ thống điện thông minh sử dụng qua smartphone. Và đây là không gian phòng ngủ số 3 căn nhà. Mình có 3 phòng ngủ chính nhưng mà mình có tới 4 cái giường để sử dụng rất là thuận tiện. Và toàn bộ phòng ngủ thì đã được anh chị full nội thất tặng kèm. Và chỉ với giá 14 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng, khách hàng thì sống ngay cho mình một căn nhà được thiết kế có thang máy nằm tại trục đường Quang Trung thuộc phường 10 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, ngay sát bên là khu Cityland thuộc phường 10, và sát bên căn nhà mình là Ủy ban Nhân dân quận và bệnh viện Hồng Đức, và sát với lại ngã tư Quang Trung và Thống Nhất, sát với lại ngã 6 của quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện để khách hàng di chuyển về trung tâm cũng như là sân bay Tân Sơn Nhất bằng con đường Quang Trung. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về trung tâm thì tầm cỡ khoảng độ 20 phút, và mình về sân bay thì tầm cỡ khoảng độ 10-15 phút thôi, rất là gần với căn nhà nằm sát với lại bệnh viện Hồng Đức thành phố Hồ Chí Minh, và nằm ngay góc ngã tư của bệnh viện Hồng Đức. Đây là khu vực phía bên dưới căn nhà, một cái góc ngã tư của bệnh viện Hồng Đức, và thuận tiện để khách hàng mua ở và kinh doanh với tất cả các loại ngành nghề. Và chỉ với giá 14 tỷ 700 triệu đồng còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, và anh chị mình cũng mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Một căn nhà được thiết kế có thang máy lên đến tận sân thượng, thuận tiện đến nhà mua ở và kinh doanh được với tất cả các loại ngành nghề. Rồi, video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.